I'm on the outside xin chào tất cả mọi người chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình đã coi mình đã quay trở lại rồi đây chào mọi người đến lại sự kiện nhân hai và đua top mừng xuân năm mới năm 2018 như vậy là sắp trải qua những cái uh, phút giây uh, thăng hoa cuối cùng của năm 2017 những cái sự kiện hút máu thường xuyên được diễn ra trong tay uh, admin game ngọc trồng online ở dưới uh, uh, trường quyện của Bun Ma và quy lão Ca Mây cũng như rất nhiều uh, admin khác ở trên diễn đàn thì uh, chúng ta chuẩn bị bước sang uh, năm mới 2018 thì đồng hành với sự kiện năm mới 2018 này Ngọc Rồng cũng có những sự kiện để đáp lại cho anh em. Và hôm nay thì chúng ta chính thức là mình sẽ review sự kiện năm 2018. Thực sự thì uh, chúng ta không nên làm clip này ngay bây giờ. Đi để đích thực đây là mình và mình không nên làm clip ngay bây giờ tại vì đây là sự kiện mừng xuân năm mới năm 2018 nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ mới là năm 2017 thôi à, và đây chỉ là mới là tết tây thôi anh em nhá. Thì uh, tết ta mà sự kiện lớn á, sự kiện cực lớn Tết ta thì như là một hai tháng gì nữa là đến Tết ta rồi nên là anh em cũng mong là chờ đón Tết ta có những sự kiện thật là hoành tráng do Ngọc Rồng tổ chức ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ uh, review cái sự kiện nhân 2 exit vào năm mới. Thì à uh, Ma vừa mới đăng 46 phút trước Bây giờ mình sẽ uh, thống kê lại cho anh em xem Sự kiện uh, mừng xuân năm 2018 Sẽ có những gì Và trước tiên mình xin nói luôn Là nhân 2 thì nhân hai máy chú nó sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 9 giờ 30 sáng ngày 4 tháng 1 năm 2018. Tức là thế nào? Tức là sự kiện nhân hai diễn ra trong vòng 3 ngày. Đại khái là nó diễn ra trong vòng tầm 3 ngày đấy anh em. Nó diễn ra sẽ trong vòng tầm 3 ngày và diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tức là anh em có thời gian để chuẩn bị. Và hôm nay là ngày 29 và tháng này có 31 ngày. Tức là hết ngày hôm nay rồi hết ngày mai, hết ngày kia tức là hệ ngày kia mới có nhân 2 anh em biết không? Tức là ngày kia mới có nhân 2. Hôm nay là mới là ngày 29 thôi. Nhưng mà đây ra cái sự kiện này quá là sớm nên là anh em cũng có thời gian để gọi là uh, chuẩn bị dụng cụ cho mình để úp nhân 2 đấy anh em. Nói chung là anh em nào uh, mua vàng, mua ngọc úp nhân 2 thì anh chuẩn bị uh, lên dao, xong kiếm đâu chuẩn bị mà úp nhân 2 nhanh anh em. Uh, sẽ từ còn uh, nói chung là từ 0 giờ 01 tức là 12 giờ đêm ngày 1 tháng 1, nói chung là rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2018 khi anh em chờ chớp mắt và mở mắt ra thì sẽ có một làn khói phôi phai mang nhân 2 và tới cho anh em để anh em có thể ốp và khi mua bùa thì anh em sẽ nhận được nhân 4. Và cái event cái nhân 2 thì sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 9 30, ngày 4 tháng 1 năm 2018. Và mình xin nhắc lại đây là sự kiện Tết dương lịch, Tết tây năm 2018. Thì đó chính thức là nhân hai máy chủ trong vòng 3 ngày rồi Ok thì à, mình xin nhắc lại đó là hiện tại thì chưa có nhấn 2 nhá Nó chỉ diễn ra từ ngày 1 tháng 1 tức là 12 à, giờ đêm tức là từ ngày 1 tháng 1 luôn đấy tới 9 giờ 30 ngày 4 tháng 1 hôm nay chỉ 12 chín thôi 3 ngày nữa mình review cho anh em xem trước thôi để anh em à, gọi là review cho tất cả anh em trên YouTube của mình đăng ký kênh của mình đều biết để anh em chuẩn bị à, ngọc cũng như chuẩn bị đồ những anh em nào được nghỉ tết thì chúng ta chuẩn bị úp nhân hai luôn đỡ phải gọi là cứ tới đó rồi thì gọi là nhân hai rồi thì vội vàng rồi thì trời ơi đi xoay hai ba chục ngàn để chuẩn bị mua ngọc mua vàng mua đồ úp đấy đâu kịp đâu chúng ta nên chuẩn bị ngay từ bây giờ để uh, có một con đệ và có một cái ạc uh, chuẩn nhất sau cái tết thương lịch này chuẩn bị uh, chào đón cái tết gọi là tết âm lịch năm 2018 đấy uh, cái tết chính của anh em tết ta đây anh em còn tết này là tết tây thôi và có một cái uh, song song sự kiện nhân hai này Chúng ta tới là sự kiện uh, gọi là review ngày hôm nay thì chúng ta có một sự kiện đó là đua top sức mạnh 7 vũ trụ mừng xuân năm 2018. Thì uh, cái đua top này tức là sao? Tức là đua top này là dành cho 7 server, tức là dành cho anh em 7 server. Anh em sẽ có đua top là diễn ra từ ngày cũng là diễn ra đồng thời với lại ngày nhân 2 luôn. Diễn ra từ ngày 001, ngày 1 tháng 1 năm 2018. Uh, nói chung là diễn ra đến ngày hết ngày 8 tháng 1, tức là cái event này diễn ra trong vòng 8 ngày anh em diễn đạt từ ngày 1 tới ngày 8 diễn đạt trong vòng 8 ngày từ 8 ngày tới 9 giờ 30 này tới 9 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1 tức là sao mình xin giải thích cho anh em như sau này thì uh, những anh em nào lập ạ từ ngày 1 tháng 1 từ 00 giờ tức là 12 giờ đêm ngày 1 tháng 1 năm 2018 uh, đến uh, Nói chung là những anh em nào lập ạc trong cái khoảng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đó anh em thì cài ạc nói chung là nó tính những cái ạc mới lập thôi nha anh em Những cái ạc mới lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 thôi Những cái ạc mới lập đó uh, sẽ cài cho đến ngày 8 tháng 1 Xong nó lấy uh, nó lấy đại khái là nó lấy uh, 111 thằng uh, sức mạnh cao nhất và nó sẽ trao thưởng đấy anh em Thì nói chung là top 1 là được 1000 học xanh Top 2 đến top 10 là 500 học xanh Top 11 đến top 2, top 100 là 200 ngọc xanh Nói chung là cũng khá là dễ nhận được Chủ yếu là nó thường thường Bữa trước là có là sự kiện đua top sức mạnh xe 7 rồi Thì hôm nay thì nó đua top tạo ra đua top 7 xe vờ luôn Nhưng mà không cho không dành cho những người đã lập từ lâu rồi Đã lập nick từ lâu rồi Hay là không dành cho những người là đã có từ lâu rồi Như vậy thì nó quá là vui rồi á anh em nhưng mà cái đằng này là cái AD lại hút máu theo cách là những tài khoản mới lập, những tài khoản được tạo đấy anh em. Những tài khoản được tạo từ ngày 00 giờ 01 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018 nó mới tính và chỉ tính tới cái 9 giờ 30 ngày 8 tháng 1 thôi thì nó lấy 112 thằng sức mạnh cao nhất và trao giải thôi. Thì nói chung chả có cái đây gì cả. Top 1 được 1.000 ngọc xanh mà muốn đạt được top 1 anh em ít nhất mình nói thật nhá. Ít nhất anh em phải bỏ cả tuần lễ thức trắng đêm và đồng thời anh em phải bỏ rất nhiều ngọc xanh Mình ước là tầm 10 ca ngọc gì đó mới đạt được 1.000 ngọc xanh này đâu có phải là dễ nuốt tha mà top 1 là 10.000 ngọc xanh thì anh em sẵn sàng gọi là cũng sẵn sàng đua chắc là mình cũng lập cái biết đâu được mình đứng thử trong hạng 100 thì sao ấy biết đâu được và đây này lưu ý là thời gian chốt giải sự kiện đua top thì ngày 9 giờ 30 ngày 8 tháng 1 năm 2018 tức là 9 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 1 thì 2018 thì nó chốt lại đấy thanh niên nào mà sức mạnh cao nhất gọi là tiềm năng sức mạnh ví dụ như anh em mà 100 thằng 39 tỷ 9 sức mạnh thì nó sẽ xét vào đó là lượng tiềm năng có trong cái ạc đó thí dụ như cái ạc kia là 101 triệu tiềm năng đi cái ạc này 100 triệu tiềm năng thì chắc chắn rồi cái ạc 101 triệu tiềm năng nó sẽ đứng top 1 server đấy thì nó quy định vào cái uh, tiềm năng nữa đấy thì uh, nếu top 10 và 11 cùng chỉ số sức mạnh thì uh, sẽ căn cứ vào tiềm năng để xếp hạng top đấy thì nói chung là nó thông báo trước admin gọi là bunma xuất hiện mẹ gọi là như uh, bóng ma và anh em xuất hiện khá là sớm và thông báo cho anh em khá là sớm để anh em chuẩn bị sự kiện luôn. thì nói chung là admin thì uh, chắc là thương dân thông báo sớm để anh em chuẩn bị nạp thẻ vào và chuẩn bị uh, gọi là chiến đấu với sự kiện nhân hai này. nói chung là cái sự kiện đua top thì mình rất quan tâm nhiều tại vì đua top mẹ tốn nhiều ngọc mà bù lại top 1 thì có một ngàn ngọc, top 2, top 10 thì có 500 ngọc mà nạp thẻ chết con đi mẹ luôn anh em. nói chung là vậy. thôi được rồi chắc có lẽ là mình hôm nay thì mình review cho anh em biết về tôi để anh em gọi là Tại vì sao mình review cái clip này nó khá là nhảm nhưng mà tại vì sao mình review cho anh em nghe Tại vì là mình muốn cho tất cả những anh em đăng ký kênh youtube của mình đều biết là sắp tới sẽ có nhân hai và sự kiện là đua tóp sức mạnh bảy vũ trụ Anh em nào mà có nhu cầu ví dụ như là cài ạc tâm huyết thì anh em nên lập và đua top luôn Thí dụ như mình đây thì mình cài ạc ốc tư chiến bảy ạc đó là ạc tâm huyết của mình không bán đi thì mình sẽ cài hạc ông thị Mày để đua top cùng với anh em luôn. thì à, vừa giữ ác tâm huyết của mình lại vừa đua top luôn. Nói chung là cho nó vui luôn. Thì anh em nào có nhu cầu cài hạc tâm huyết thì à, mọi người chuẩn bị à, 3 ngày nữa mọi người lập ạc và chuẩn bị đua top mừng xuân 2018 luôn nào. Thì đồng thời là anh em chuẩn bị à, vật dụng, chuẩn bị dụng cụ đi và chuẩn bị dụng cụ để chúng ta à, chiến nhân hai nhá. Và anh em nào có mua ngọc, mua vàng server 2 để ủng hộ cho coi qua cái link Facebook ở bên dưới à, ở bên dưới phần mô tả các mọi người rất là nhiều. Và đồng thời Chúc mọi người uh, mừng xuân năm mới 2018. Một cái chúc uh, uh, khá là sớm. Nhưng mà chúc mọi người nhân hai và đua tỏ vui vẻ. Mình cũng uh, chủ yếu là dân chơi game thôi. cũng Chả có gì nói gì nhiều. Ok. Hôm nay mình review hơi sớm. Hy vọng là anh em sẽ vẫn ủng hộ mình. Ok. Mọi người chuẩn bị uh, chiến đấu uh, sự kiện mừng xuân năm mới năm 2018 nào. Trăng 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 chàng